Bố tôi là thợ sửa ống nước. Năm tôi 2 tuổi, ông ấy bị tai nạn lao động. Người thì cứu được, nhưng chân thì mất. Thân tàn, chí cũng tàn luôn. Cuối cùng ông ấy uống rượu vô tội vạ suốt mấy năm liền. Vốn dĩ tiền bồi thường cũng không nhiều, ông ấy còn uống hết quá nữa. Năm tôi học lớp 3, ông ấy thuận lợi uống rượu đến chết. Cũng rất tốt. Mẹ tôi là một thợ may. Bà ấy dựa vào đôi bàn tay và một chiếc máy may để nuôi tôi đến khi lên cao đẳng. Tôi lên cao đẳng không được bao lâu thì bà ấy cũng mất. Hồi nhỏ tôi yếu ớt, cũng không thích nói chuyện. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao người ta luôn thích bắt nạt những đứa trẻ không cha không mẹ. Mỗi lần bọn chúng đánh tôi, chúng đều rất vui, cực kỳ vui. Tôi như thể một trò đùa vậy. Có một lần tôi không chịu nổi nên đã đánh trả bọn chúng. Mặc dù không gây ra cho đối phương tổn thương thực chất gì, nhưng nhà trường vẫn xử phạt tôi, ghi vào học bạ. Sau khi tốt nghiệp, chính vì việc xử phạt này mà tôi không tìm được hướng ra tốt. Tôi lăn lộn bên ngoài một thời gian, cuối cùng cũng đành phải quay về, xin vào nhà máy ống nước trước kia của bố tôi là một công nhân. Sau đó giành được việc tu sửa của đại phú hào, tôi đi lắp đặt hệ thống ống nước nóng. Tôi đã quen anh Đào vào lần đó. Tôi thấy anh ấy là một người anh tốt. Chính từ lúc đó tôi đã rời khỏi nhà máy ống nước đi theo anh Đào, chủ yếu là bày mưu tính kế thôi. Tôi không làm mấy chuyện đánh đánh giết giết, bởi từ nhỏ tôi đã hiểu một đạo lý: kẻ lao tâm trị người, người lao lực bị người trị. Muốn làm nên việc lớn, chỉ có sức mạnh thì vô ích. Bọn họ đều nói tôi là một con sâu. Tôi lại thấy tôi là một con chim ưng. Cô nghĩ sao? Nếu cô đi theo tôi, cô có thể mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần. Cô có tin không? Đừng cử động, đừng cử động. Cậu ngoan ngoãn chút đi, là tôi. Hải Cường, ngoan ngoãn chút, để tôi khỏi cộng tay cậu. Nghe thấy chưa? Đứng yên. Tập 11, Xẻng sắt. Tôi đã điều tra hết nhà máy sản xuất những cái mặt nạ đồ chơi này và đại lý tiêu thụ những sản phẩm tương tự năm đó một lượt rồi. Họ đều không nhớ thứ nào có hình dạng thế này, trông dữ thế này. Đây cũng không phải đồ chơi của trẻ con. Lúc đó đều là hình Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới các kiểu mà. Còn cả cảnh sát trưởng mèo đen, tôi có một cái. Nếu những gì Mã Thành Quân nói là thật, rất có thể chiếc mặt nạ kiểu này là do hung thủ tự làm ra. Tiểu Lục, gửi lệnh điều động rồi đúng không? Sao lão vậy không tới báo cáo? Gặp mặt mấy anh em Long Năm một cái đi. Tôi bảo anh ấy là thời gian này không cần đến cục, chỉ đi thăm hỏi bên ngoài là được. Vẫn chưa chấp nhận được à? Cho anh ấy chút thời gian. Lão vậy thế nào? Vẫn khỏe chứ? Anh ấy cai rượu rồi. Cai rượu.
Alo. Được, tôi tới ngay. Quách Thắng Lợi tỉnh rồi, vậy mau đi đi. Bạch Tiểu Dĩ không phải hung thủ thật sao? Không phải. Nào nào, uống ngụm nước đi. Đừng nóng vội, cứ từ từ rồi nói. Không ngờ nó lại lừa tôi. Bạch Tiểu Dĩ, cậu sao thế? Tôi không sao. Tôi có gì muốn nói với anh. Nói đi. Bình thường anh luôn nói tôi không được ra phố. Thực ra tôi toàn lái xe ra ngoài đi lanh quanh vào ban đêm. Lanh quanh cái gì? Tôi tìm người. Tìm người giết Đỗ Mai. Hình như tối nay tôi tìm được rồi. Ban nãy tôi lái xe ngang qua ngõ Hắc Hồ, thấy có một người đàn ông đang trêu đùa một cô gái ở ven đường. Quần áo cũng lột sạch rồi. Tôi định lên cho hắn một trận. Tôi còn chưa đến nơi thì hắn đã phát hiện ra tôi. Tôi với hắn bèn lao vào đánh nhau. Hắn đập cho tôi một viên gạch. Tôi đâm hắn một dao. Thấy không đánh lại được nên hắn nhanh chân chạy mất. Tôi lái xe đuổi theo nhưng không kịp. Có nhìn rõ mặt không? Có ạ. Nhưng tôi không biết có phải là gương mặt thật của hắn không. Tôi đã đưa cô gái đó đến đây rồi. Nào vào đi, vào đi. Vào đi. Nào. Đây là anh tôi. Tôi thấy người đó giống Bạch Tiểu Dĩ. Anh có ảnh đúng không? Để cô ấy nhận mặt đi. Là hắn sao? Lúc tôi thấy hắn bỏ chạy là chạy về phía đường lát đá. Tôi thấy cũng đúng. Chẳng phải Bạch Tiểu Dĩ có một nhà xưởng bên đó sao? Cậu đâm vào đâu của nó? Cậu đưa cô ấy đi nghỉ đi. Chăm sóc cho cẩn thận. Ra ngoài đợi một lát. Anh, còn chuyện này nữa. Lúc lái xe đuổi theo hắn, tôi có đâm phải một người. Người đó là cảnh sát. Tôi nghĩ thế này, chúng ta cứ bắt Bạch Tiểu Dĩ giao cho cảnh sát trước đã. Như vậy tôi còn có thể lấy công chuộc tội. Cậu không cần quan tâm nữa đâu. Cậu giúp tôi một việc lớn rồi. Tôi sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu. Chìa khóa xe, đừng anh. Chúng ta suy nghĩ thêm đi. Chìa khóa xe. Anh. Tôi ra ngoài một chuyến. Đại Phú Hào giao cho cậu đấy. Vũ trường Vọng Giang Môn. Dưới nhà tôi. Được. Uống chút đi. Được. Hơi giống người đó nhỉ? Không thể nào. Hắn chém tới đây một mình chắc. Đi. Đi lòng vòng xem thế nào.
sao vậy? Xem ra tối nay lửa không cháy lên được rồi. Anh quản được chắc. Thả tôi ra. Thế nào? Hành thích tôi à? Tất cả đứng yên. Yên đó cả đi. Nghe lời hắn, đứng yên đi. Anh điên rồi à? Đêm nay tao sẽ dập lửa cho mày. Nói như vậy, những chuyện Tề Trùng nói với tôi không có chuyện nào là thật sao? Có. Anh đừng quên, cậu ta thực sự đã tông trúng một cảnh sát. Và vết thương trên cánh tay Bạch Tiểu Dĩ thì sao? Là anh ta uống say, bị mảnh chai thủy tinh vợ cắt trúng. Nhưng đúng là Bạch Tiểu Dĩ từng làm nhục phụ nữ ở quê. Anh ta cày thế lực của gia đình mình, không chỉ một lần ép người bị hại rút đơn kiện. Cô gái mà Thế Trùng dẫn về tên là gì? Không hỏi. Anh còn nhớ cô ta trông thế nào không? Hơi giống Đỗ Mai. Nếu bây giờ nhìn thấy, anh có nhận ra không? Chiều nay tôi sẽ cử người tới vẽ một bức tranh mô phỏng cô ta. Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chúng ta đi thôi. Công an Lục. Công an Lục. Cách gọi này xưa lắm rồi. Anh gọi là đội trưởng Lục đi. Đội trưởng Lục. Đỗ Mai có một đứa con, phải không? Phải. Có một đứa. Bây giờ nó ở đâu? Anh có biết không? Tôi biết. Bây giờ nó rất ổn. Nó mới 16 tuổi. Nên muốn gặp nó, tốt nhất đã đến lúc nó 18 tuổi thành niên đi. Anh thấy được không? Không, không phải tôi muốn gặp nó. Tôi không xứng gặp nó. Tôi chỉ muốn biết cuộc sống của nó có ổn không thôi. Anh nói như vậy là tôi yên tâm rồi. Đừng nghĩ như vậy. Nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày tháng còn dài. Ninh Ninh là con của Quách Thắng Lợi à? Quách Thắng Lợi nhóm máu A, Ninh Ninh nhóm máu B, Đỗ Mai cũng là nhóm A. Cho anh ta có một điều để nhớ mong đi. Đúng rồi, tôi cứ muốn hỏi mãi. Quách Thắng Lợi với Bạch Tiểu Dĩ, đông người như thế sao anh ta thoát ra được? Năm đó Quách Thắng Lợi đúng là đáng gờm. Anh ta nhảy qua cửa sổ. Dưới quán karaoke có một dãy cửa sổ. Bao nhiêu người thế mà không ai đuổi theo anh ta được. Chẳng có mấy ai đuổi theo cả. Mấy tên côn đồ đó chưa trải qua chuyện này, Quách Thắng Lợi vừa chạy. Kẻ bị thương nặng thì dội tới bệnh viện khâu vết thương. Người bị thương nhẹ thì cuốn cuồng sát trùng bằng cồn. Anh kể tiếp đi ạ. Cuối cùng làm thế nào bắt được anh ta? Kiểu gì cũng có hết. Vết bắn tung tóe ra, vết phục ra, vết nhỏ giọt, cả vết đã được lau chùi, đúng là đầy đủ. Gọi mấy sinh viên tới là giảng bài được luôn. Có thể chạy đi đâu chứ? Để hắn chạy khỏi Nam Đô là chúng ta mất hết mặt mũi đấy. Không chạy xa được đâu. Hắn bị thương gấp người như thế, không tìm nơi băng bó thì chết bên ngoài sớm thôi. Gửi thông báo hỗ trợ điều tra đến các nơi khác đi. Gửi rồi. Gửi tiếp. Không bắt được hắn là chúng ta có lỗi với lão Đỗ đó. Có người báo cảnh sát, nói là nhìn thấy xe của hắn. Lên xe, mau.
cục công an thành phố Nam Đô. Tôi đi, tôi có thể thuyết phục hắn. Lão Chu, có thắng lợi. Ra đây đi. Sợ tội bỏ trốn không phải phong cách của anh. Ra đây đi. Đừng ngoan cố chống cự nữa. Đi thôi. Thu lại bao thuốc. Đừng vội. Lên. Cậu bị ngu à? Thứ nên trả thì phải trả. Hồi năm 1994-93, Đỗ Mai từng sống ở đây. Tôi phải nói với cô ấy một tiếng. Chúng ta so tình tiết vụ án đi. Tôi nói từ góc độ Tế Trùng, anh nói từ góc độ Quách Thắng Lợi. Lúc trước Tế Trùng luôn làm việc với trướng Quách Thắng Lợi, coi như mưu dũng kỳ phùng, luôn cảm thấy tài năng bị mai một. Thế nên hắn nhất định phải nghĩ cách để kéo Quách Thắng Lợi xuống, nhân tiện xử luôn đối thủ cạnh tranh là Bạch Tiểu Dị. Vừa hay Quách Thắng Lợi biết chuyện của Đỗ Mai, một lòng muốn bắt hung thủ để trả thù. Tế Trùng phát hiện cánh tay Bạch Tiểu Dĩ bị thương, cảm thấy đây là cơ hội tốt, bèn tìm một cô gái giả làm người bị hại, đổ cho Bạch Tiểu Dĩ là hung thủ. Vậy tại sao hắn phải đâm vào cảnh sát? Quách Thắng Lợi chém chết Bạch Tiểu Dĩ sẽ có vài loại kết cục như sau. Một, cũng bị chém chết tại chỗ. Hai, hắn chạy được, không ai bắt được hắn. Đó luôn là tâm bệnh của hắn, từ đầu đến cuối vẫn không ổn định. Ba, Quách Thắng Lợi bị bắt, thẩm vấn, động cơ chém người. Quách Thắng Lợi có thể nói Bạch Tiểu Dĩ là hung thủ. Chứng cứ đâu? Chứng cứ ở chỗ Tế Trùng. Nhưng chắc chắn Tế Trùng không chịu làm chứng. Nhưng hắn hiểu Quách Thắng Lợi ưa nghĩa khí, thích gánh vác mọi việc. Thế nên hắn buộc phải nghĩ một chiêu khiến Quách Thắng Lợi ôm tất cả mọi trách nhiệm. Hơn nữa không mảy may nhắc đến tên hắn. Không có chuyện gì thích hợp hơn là xử cảnh sát. Nếu như vậy thì cuộc điện thoại tố cáo Quách Thắng Lợi năm đó cũng là hắn gọi. Tại sao? Bạch Tiểu Dĩ đã làm gì anh? Nhưng mấy hôm tôi bận rộn, dành việc làm ăn của tôi. Chỉ vì chuyện này thôi à? Đúng. Quy tắc anh đã đề ra, nó không thể phá hoại. Anh nên thắp hương đi. Anh ta chưa chết. Anh có đâm người ở ngõ Hắc Hổ không? Có. Anh đến đó làm gì? Công an vậy. Đừng hỏi nữa. Nên xử bao nhiêu năm?
xử đi. Nói như vậy là Thế Trùng đã sắp xếp một dáng cờ, một mũi tên trúng hai đích. Dùng thành ngữ hay đấy, có tiến bộ rồi Tiểu Minh. Đội trưởng Lục, Tiểu Minh, về đội trước, tôi có việc nói với lão vệ. Được, thầy vệ, tôi về trước đây. Lão Hắc đưa tôi. Lão Hắc, khoe chữ gì vậy? Núi cao sông dài, lâu rồi không gặp. Tôi dám nói anh ta phải nhịn 8 chữ này 3 ngày mới nói. Cảm ơn anh ấy giúp tôi. Phiền anh đưa tôi đến nhà Dương Mạn, chỗ tôi ở lúc trước ấy. Nhà Dương Mạn, tôi ly hôn rồi, năm 2004. Bây giờ con gái ở dưới tôi cuối tuần. Đừng hỏi nữa. Nào rảnh rỗi tôi giải thích sao. Bây giờ Thế Trùng đã là cây cao để sâu rồi. Thế lực của Quách Thắng Lợi và Bạch Tiểu Dĩ năm đó bị anh ta tóm gọn trong 2 năm. Bây giờ gấp lên không chỉ 10 lần đâu. Lúc nào gặp anh ta thử, muốn động vào anh ta thì phải nói trước với Lão Hắc, không thể để Lão Hắc bị động. Vừa nãy chúng ta mới nói Đỗ Mai bị hại, Quách Thắng Lợi báo thù, Thế Trùng bắt được cơ hội bày kế. Thế anh ta nắm bắt lấy cơ hội này hay chủ động tạo ra cơ hội này? Mấy hôm nay an ninh không bình thường hay về muộn? Nó nói nó sang nhà bạn làm bài, nhưng em hỏi phụ huynh bạn nó rồi, người ta bảo nó không tới đó. Anh xem, em cài phần mềm xanh vào máy tính em, toàn bộ lịch sử tìm kiếm nó đã xóa, em vẫn xem được. Anh xem nó tìm cái gì này. Vụ án giết người thành phố Nam Đô năm 1997. Rốt cuộc hôm đó nó đã thấy gì khi đi tìm anh? Anh không biết. Hôm đó lúc nó đi vẫn bình thường. Mẫu tử liền tâm, có những ký ức tưởng rằng không nhớ được nữa, nhưng không biết đến lúc nào có thể lại nhớ lại. Rốt cuộc bao giờ mới phá được dự án này? Phá án xong rồi, khúc mắc trong lòng mọi người đều được giải quyết. Anh biết rồi. Có thể chúng ta đều không nhạy cảm bằng nó. Nói sao đó cũng là hung thủ giết mẹ nó. Bố đến rồi à? Con ăn chưa, có đói không? Con không đói. Báo danh một tiếng, tôi muốn điều tra khúc chấn tường. Tiểu Lục, cậu có lý do gì để điều tra khúc chấn tường? Quách Thắng Lợi đã khai ra và tin mới, chút nữa anh tự xem báo cáo công tác đi. Còn nữa, đằng sau khúc chấn tường có chỗ dựa nào? Tốt nhất anh nói rõ cho tôi biết. Chúng ta làm dứt khoát, có khi sẽ có kẻ giật mình. Cậu đừng có sốt ruột, hay chúng ta mở họp thảo luận xem có giá trị không. Năm đó khúc chấn tường chưa từng bị liệt vào diện nghi phạm trọng điểm bao giờ. Tôi nói là có giá trị, anh không tin tôi à? Cậu nói cái gì thế? Tôi đang nói tới vấn đề kế hoạch.
Nói sao thì Khúc Chấn Tường cũng có địa vị trong thành phố, là người của công chúng. Dù có muốn đánh thì cũng phải xem đánh thế nào chứ. Tiểu Lục à, cậu viết báo cáo trước, để tôi và cục công an thành phố nghiên cứu thử xem. Cậu cứ tiếp tục hướng điều tra bây giờ đi đã. Tôi còn phương hướng gì nữa? Bây giờ chúng ta đã cùng đường rồi, anh tìm thêm một nghi phạm cho tôi đi. Chẳng lẽ cũng muốn đợi xảy ra thêm vụ nữa? Bình tĩnh, nửa tiếng tôi báo cáo cho anh. Bình tĩnh này đi. Vội vàng dễ phạm lỗi đấy. Năm đó chúng ta đã xuất phạm lỗi lớn rồi. Năm 1997. Đỉnh quá đi mất. Con này được đấy. Mercedes-Benz đúng không? Đúng đúng đúng. Nào nào tôi xem cái. Xem đi xem da kìa. Anh sao hả? Con xe này được chứ? Được, được quá. Đã lái bao giờ chưa? Chưa lái bao giờ. Xấu hổ cái gì. Nào, lái một vòng đi. Lái một vòng đi. Sau này mấy anh em có ai muốn lái thì bảo tôi một tiếng là được. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Từ từ thôi. Đi xuống, cho tôi lên. Thật là, anh nói xem, sao chuyện gì tốt cũng bị họ giành hết nhỉ? Mau. Chị dâu đã tỉnh lại chưa? Lão Chung, lão Vệ, đội trưởng cũng tới à? Sao lại còn khóc thế này? Không chết được đâu. Tôi còn phải thấy con gái tôi vào đại học Nam Đô nữa mà. Tôi đến Quỷ Môn Quan thấy cửa không mở nên quay lại đây. Đến Quỷ Môn Quan cái gì? Ban ngày ban mặt đừng nói dớ dẫn. Có đi tôi cũng phải cứu anh về. Anh phủi mông bỏ đi thì tôi biết làm sao. Tôi biết làm sao hả? Được rồi, đừng khóc nữa. Lão Chu à, kiềm chế đi. Chị dâu vẫn đang ở đây đấy. Người ta là vợ chồng với nhau, nghe cậu nói vậy cứ như người ta còn phải xếp sau cậu vậy. Mấy hôm nay lão Chu ăn không ngon ngủ không yên. Có lần dấu quỷ đen bị vợ lấy mất cũng không buồn thế đâu. Ai mà không vậy? Mấy hôm nay có ai không sốt ruột không? Có mình tôi sốt ruột thôi à. Lão Đỗ, tại tôi không để mắt tới anh, không bảo vệ được anh. Anh nói xem, chúng ta là cộng sự, lần nào đi làm nhiệm vụ tôi cũng rất yên tâm, vì có anh là hậu thuẫn vững chắc. Nhưng lần này tôi không yểm hộ được cho anh. Sao lại để tên khốn đó? Tôi không phải một chiến hữu tốt, không đạt chuẩn. Được rồi, đợi tôi ra viện, anh mời tôi một bữa ra trò đi. Lão Đỗ, anh có cử động được tay chân không? Anh cho tôi hai cái tát đi. Đá tôi hai phát nữa, nhanh. Anh giả vờ quá đấy, tôi không cử động được. Lão Vệ, anh bảo y tá tiêm cho tôi liều thuốc tê nữa đi. Lão Chu nắm tay tôi đau quá. Hay là để tôi đá cho anh, anh đảm bảo hài lòng. Cảnh sát mà, đổ máu không rơi nước mắt. Hay là đợi lão Đỗ khỏe lại trở về đội, anh có gì muốn nói thì nói sao? Được không? Không được. Tôi biết, làm cảnh sát, từ ngày mặc đồng phục cảnh sát lên thì đã sẵn sàng để đổ máu. Nhưng nhìn thấy lão Đỗ như thế, tôi mới phát hiện sẵn sàng thế nào cũng thấy khó chịu. Mình ơi, đưa táo cho lão Chu đi. Mau bịt miệng nấy lại. Nào, đưa Tệ Tuệ. Đưa Tệ Tuệ. Tuệ Tuệ, mấy hôm nay cháu sợ lắm đúng không? Chú có lỗi với cháu, có lỗi với mẹ cháu. Đừng nói nữa.
Nào. Tiểu Lục, con vào đây một lát. Mẹ, mẹ đến rồi à? Đóng cửa. Con về đúng lúc lắm. Mẹ đang nói chuyện với Mạn Mạn đây. Vốn dĩ thời gian qua các con đã sống tạm bợ rồi, cho các con ở nhà mới cũng không ở, giờ lại thêm một đứa con thì ra hệ thống gì? Điều kiện ở trại trẻ mồ côi bây giờ tốt lắm, quốc gia quản lý hết, trẻ con không phải khổ đâu. Các con không cần chia sẻ gánh nặng này với chính phủ. Các con sống cuộc sống của mình cho tốt đã. Tiểu Lục thấy đúng không? Mẹ, mẹ nói muộn rồi. Nỗi lo này không còn là của chính phủ nữa rồi. Chúng con đã chính thức nhận nuôi con bé rồi, cũng đã đặt tên xong. Tên là Lục An Ninh. Cái gì? Chuyện lớn như thế mà con không bàn với bố mẹ sao? Con bàn với mẹ để làm gì chứ? Mẹ có nuôi thai con đâu. Con bàn với nấy là được rồi. Tiểu Lục, chuyện này là thật sao? Là thật sao? Con nghe theo Mạn Mạn. Sao con lại ở đây? Có chuột. Con chuột to lắm. Làm gì có chuột? Sao nhà mình lại có chuột được? Anh phải đi làm đây. Tất cả lùi ra sao? Anh đừng có chặn đường, đừng tiến lên nữa. Nào, tránh ra, tránh ra. Tôi cũng không nhìn rõ. Thầy, có bút gì không? Có. Nhưng lần này không phải bút HB, mà là bút gì 2B. Dương Triết, sao cậu lại ở đây? Bản dịch, tôi đối chiếu giúp cậu rồi đó. Cảm ơn. Nhiều lỗi chính tả lắm đúng không? Không đâu, dịch tốt lắm. Nghe nói cậu nhận nuôi một đứa trẻ. Mẹ tôi buôn chuyện nhanh thật đấy. Thật không thể tưởng tượng ra cảnh cậu chăm con. Tôi nhớ trước đây cậu từng nói, nhìn thấy trẻ con là thấy phiền. Hồi nói cô đó tôi mới bao nhiêu tuổi chứ? Chính tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Được rồi, bây giờ cậu cũng đâu có lớn. Nhưng chuyện đứa trẻ là quyết định cả đời. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ. Sao nghe cách nói chuyện của cậu giống như hệt mẹ tôi thế? Không phải mẹ tôi nhờ cậu đến khuyên tôi đấy chứ? Tôi đang lo cho cậu thôi mà. Cậu xem tính cách của cậu đi, đâu giống người có thể chăm trẻ. Vậy chứng tỏ là cậu không hiểu phụ nữ. Cậu mau tìm một cô bạn gái đi. Nói thật đấy, cậu chú ý an toàn nhé. Chú ý an toàn gì chứ? Một đứa trẻ thì sao phải chú ý an toàn? Không phải, ý tôi là cậu là người nhà của cảnh sát mà, dễ gặp nguy hiểm lắm đấy. Cậu nói chuyện này à? Bây giờ họ vẫn điều tra vụ án đó sao? Anh ấy không nói cho tôi biết. Anh ấy rất ít khi nói chuyện công việc cho tôi nghe. Chắc là anh ấy cũng sợ tôi nghe được những chuyện đáng sợ. Cũng được, rất tốt. Cậu đỡ phải lo. Bao đưa cho tôi đi. Tôi lên nhà đây, hàng xóm đang trông con cho tôi đó.
Cậu có muốn lên nhà ngồi chơi không? Lên thăm con tôi, đáng yêu lắm. Thôi, tôi còn chưa lớn, chưa đến độ tuổi thích trẻ con. Tôi lên nhà nhé. Được, tạm biệt. Tạm biệt.